Bây giờ chúng ta có xài phiếu ưu đãi hay không nào? Ưu đãi. Xài liền, có cơ hội xài liền. Trời ơi, nó nổi da gà áo bát hết trơn. Cái gì? Ê, ngon nha bà già. Cái gì? Ưu đãi x2 nè. Ưu đãi x2 là nếu như bạn trả lời đúng, bạn sẽ được thêm 2 số điểm. Vũ Đàm sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Liệt kê ba câu ca dao thành ngữ tục ngữ có nói về thời tiết. Mưa thuận gió hòa, quýt làm trăm triệu, chuồn chuồn bay thấp thì mưa bay cao, nắng bây giờ thì râm, trời mưa bóng bóng bập bùm, em nói chồng không biết ở với ai. Chính xác. Các bạn vừa ghi về cho mình 20 điểm, xin chúc mừng các bạn. Hơn ghê. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2 dành cho Hữu Đằng. Kể tên ba loại trái cây bắt đầu bằng chữ M. M hả? Mít, mũ, mít nè. Mũ là trái gì? Ủa sao có trái mít người ta? 9, 8, trái cam, 7, trái xoài, trái đào, trái dưa hấu, me, trái bồng bông, mít me, mít chui, mít chai, ăn kẹo đi bé. Hết giờ. Mít, trái mận, me. Anh ơi, mận nè, mẵng cầu nè. Rồi cái gì đó, cái gì, mẵng xà rồi đó. Anh sai rồi. Từ từ em. Ôi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3 dành cho Hữu Đằng. Dạ. Kể tên ba bộ phim Việt Nam có nhắc đến chữ nắng. Nắng. Phim nắng nè. Chạy đâu cho thoát, Mubakachi. 7 6 Nắng và gió. 3 Nắng hết giờ. Có một bộ phim tên là Nắng lắm. Hình như một phim Nắng đâu. Nắng hình như có tới mấy phần rồi phải. Nắng 1, Nắng 2, Nắng 3. Nắng 1, Nắng 2, Nắng 3. Hướng dương ngược nắng, thương ngày nắng về. Ha 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 ha.